VinWonder Phú Quốc, thương hiệu vui chơi giải trí hàng đầu của tập đoàn Vingroup, đang thu hút hàng ngàn lượt khách ghé thăm mỗi ngày. Đây là khu vui chơi được xây dựng và hoạt động theo hình thức công viên chủ đề. Với mỗi chủ đề thì VinWonder Phú Quốc lại mang đến cho du khách những trải nghiệm khác nhau vô cùng hấp dẫn. Hãy cùng tìm hiểu trọn bộ thông tin VinWonder Phú Quốc qua video này của Blog Travel Việt nha! Khu VinWonder Phú Quốc nằm ở đâu? Khu vui chơi giải trí VinWonder Phú Quốc nằm tại địa chỉ Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Vị trí của VinWonder Phú Quốc là thuộc khu vực Bắc đảo, cách trung tâm thị trấn Dương Đông khoảng 25 km, với thời gian di chuyển bằng ô tô là 40 phút. Giờ mở cửa của VinWonder Phú Quốc. Cập nhật giờ mở cửa mới nhất của VinWonder Phú Quốc năm 2020. Thời gian là 8 giờ đến 20:30, mở cửa tất cả các ngày trong tuần, kể cả chủ nhật và lễ Tết. Giá vé vào cổng của VinWonder Phú Quốc. Bảng giá vé VinWonder Phú Quốc năm 2020 cập nhật mới nhất như sau. Đầu tiên là giá vé VinWonder Phú Quốc năm 2020. Người lớn 750.000 đồng trên một vé, sử dụng cho tất cả các trò chơi. Trẻ em cao từ 1m đến dưới 1m4 là 500.000 đồng trên một vé, sử dụng cho tất cả trò chơi. Và trẻ em dưới 1m thì miễn phí. Thứ hai là giá vé combo VinWonder Phú Quốc và Safari Phú Quốc năm 2020. Người lớn 1 triệu đồng trên một vé. Trẻ em cao từ 1m đến dưới 1m4 là 800.000 đồng trên một vé và trẻ em dưới 1m là miễn phí. Lưu ý là giá vé đã bao gồm xe buýt chuyên dụng để đưa du khách đi tham quan khu vườn thú trong công viên động vật Safari. Khu vui chơi giải trí VinWonder Phú Quốc có gì hấp dẫn? Hẳn bạn sẽ cảm thấy vô cùng thích thú khi đến với VinWonder Phú Quốc cho mà xem, bởi đây là công viên chủ đề với quy mô lớn nhất tại Phú Quốc. Theo thông tin từ Vinpearl Phú Quốc, thì khu vui chơi giải trí VinWonder Phú Quốc được chia thành 6 khu tương ứng với 6 chủ đề khác nhau. 1. Đại lộ châu Âu là lâu đài trung tâm. Thứ 2. Thế giới diệu kỳ là khu cổ tích. Thứ 3. Thế giới phiêu lưu là khu trò chơi cảm giác mạnh. Thứ 4. Thế giới lốc xoáy là khu công viên nước. Thứ 5. Ngôi làng bí mật là khu Viking. Và thứ 6. Cung điện Hải Vương là khu thủy cung. VinWonder Phú Quốc có gì chơi? Câu trả lời đảm bảo bạn sẽ hài lòng vì VinWonder Phú Quốc có rất nhiều trò chơi phù hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ. Được mở rộng từ Vinpearlland Phú Quốc, thì VinWonder Phú Quốc sở hữu diện tích lên đến 467.000m², lớn gấp 2,3 lần công viên chủ đề Universal Singapore và bằng 1/3 diện tích của công viên Disneyland Hồng Kông. Diện tích mới đang được xây dựng là 297.000m². VinWonder Phú Quốc chia thành 6 phân khu, tương ứng với 6 chủ đề khác nhau, được kết nối bằng câu chuyện chủ đề xuyên suốt. Hãy tiếp tục cùng Blog Travel Việt khám phá nào! Khu lâu đài trung tâm đại lộ châu Âu. Quay ngược thời gian trở về thời hoàng kim của châu Âu trung cổ, trên con phố nhộn nhịp với hàng trăm quán xá, cửa hàng mua sắm, cùng những căn nhà mái nhọn, đúc gạch, đặc trưng để bạn thỏa sức mà thả dáng và phô hình. Ngay khi đến với đại lộ châu Âu thì bạn sẽ được thưởng thức show diễn chào đón bạn đến với VinWonder. Thời gian biểu diễn là 9 giờ và 15 giờ. Địa điểm đại lộ châu Âu. Hay Mantin Media Show tại hồ nước trung tâm. Show diễn One là sự kết hợp độc đáo của nhạc nước với các hiệu ứng mới nhất như khói, lửa, băng, máy chiếu hiệu ứng, rối và diễn viên thật. Bên cạnh hai show diễn trên thì bạn sẽ được chơi một số trò chơi sau tại đại lộ châu Âu. Thứ nhất, Interacti Dark Ride, lời nguyền ác long, tương tác trong nhà tối. Là trò chơi lắp đặt đầu tiên tại Việt Nam, người chơi sẽ đóng vai các hiệp sĩ với sứ mệnh giải cứu nhà vua khỏi nanh vuốt của con rồng hung ác và vương quốc khỏi thế lực đen tối. Hãy đến với ngôi làng phép thuật, khu vui chơi trong nhà hấp dẫn với nhiều trò chơi hiện đại bậc nhất trên thế giới, mang đến cho bạn những phút giây thư giãn sảng khoái bên cạnh những trò chơi phiêu lưu đạt kỷ lục. Thời gian mở cửa 8 giờ đến 20:30. Thả dáng cực chất trên khu phố mua sắm. Hai điểm check-in cực hot với giới trẻ và mọi gia đình chính là phố mua sắm, chợ phiên Copenhagen và quảng trường Phượng Hoàng Lửa, nơi quy tụ hàng chục shop bán hàng, nhà hàng trong không gian châu Âu siêu lãng mạn. Khu cổ tích Thế giới diệu kỳ. Thế giới cổ tích năm châu đầy diệu kỳ với các trò chơi được thiết kế theo từng câu chuyện, như là một chút rùng rợn. Khi bước vào khu rừng huyền bí, cùng với huyền thoại của các câu chuyện cổ tích Việt Nam, nơi chàng thạch xanh chiến đấu với chàng tinh và đại bàng khổng lồ để bảo vệ công chúa, qua trò chơi điệp vụ như là sải cánh đại bàng, hạ gục ác điểu.
đến với miền Tây hoang dã để phiêu lưu trên chuyến tàu tốc hành cổ, ngắm nhìn những ngôi làng da đỏ, thử sức với trò chơi bắn súng tương tác tại khu mỏ bỏ hoang và thả sức sắm vai vào chàng cowboy bụi bặm tại thị trấn miền Viễn Tây phóng khoáng. Tiếp tục là ốc đảo bí ẩn, khám phá vùng đất 34.001 đêm, tham gia vào chuyến phiêu lưu trên chiếc thảm bay huyền thoại cùng với Aladdin và thần đèn giải cứu nàng công chúa xinh đẹp. Làm sao có thể bỏ qua thung lũng cổ đại, du khách sẽ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp và sự hùng vĩ của thế giới Ai Cập cổ đại khi khám phá những ngôi đền bị bỏ quên và cảm nhận sức mạnh của ma thuật trong ngôi đền của thần Isis. Đừng quên show diễn vũ điệu chiến binh, hòa theo những giai điệu chống trận hùng tráng và vũ đạo đặc trưng của bộ tộc Viking cổ đại trong show diễn vào lúc 10:30 và 15:30 hàng ngày tại khu vực rừng rậm Viễn Trinh. Khu cảm giác mạnh, thế giới phiêu lưu. Đây là khu vực trong VinWonder Phú Quốc dành riêng cho những bạn nào có một tinh thần thép, thích cảm giác mạnh nha. Nhưng bạn dễ bị say xe hay là yếu tim thì tuyệt đối chỉ tham gia, đừng trải nghiệm nha. Trò chơi chúa tể đấu trường. Vòng quay lên xuống với tốc độ cao, dừng lại tại một số thời điểm và bắt đầu quay ngược lại, xuyên qua hầm tối, tạo cảm giác bất ngờ đầy thú vị cho bất kỳ ai khi tham gia. Trò chơi vũ điệu báo đốm. Trò chơi đu quay lên xuống với tốc độ cao, vòng quay dừng lại tại một số thời điểm và bắt đầu quay ngược lại, xuyên qua hầm tối, tạo cảm giác bất ngờ đầy thú vị cho bất kỳ ai tham gia. Thời gian 8:30 đến 20:30. Trò chơi ván trượt siêu tốc. Tàu siêu tốc với đường ray được thiết kế theo dạng lòng chảo với hai đầu dựng thẳng đứng. Bạn sẽ được đưa lên đỉnh đường trượt rồi trượt thẳng xuống từ độ cao 30m sang đường trượt phía bên kia rồi quay ngược trở lại. Trò chơi đôi cánh Icarus. Trò chơi đôi quay cảm giác mạnh trên cao, vòng quay đưa bạn lên xuống và quay quanh trục thẳng đứng. Bạn cũng có thể tự điều chỉnh góc nghiêng của ghế ngồi, tạo cảm giác như khách đang điều chỉnh chính chuyến bay của mình. Thời gian 8:30 đến 20:30. Tiếp theo, trò chơi ma thuật C33. Tháp rơi tự do cho người chơi trải nghiệm cảm giác không trọng lực, bất ngờ và thót tim với những cú thả rơi tự do từ độ cao 16m so với mặt đất. Thời gian 8:30 đến 20:30. Trò chơi khiêng thần Achilles. Đi quay siêu tốc có hình dáng như một vật thể bay mà bạn được ngồi trong tư thế người lái, lướt trên một đường ray lượn sóng hình lưng lạc đà dài 82m với hai đầu dốc cao 16m gần như thẳng đứng. Trò chơi Nemesis báo thù. Bạn sẽ được đưa từ từ lên không trung rồi bị quay 360 độ, khiến cho bạn có cảm giác lộn ngược trên cao đầy phấn khích. Cảm giác này được lặp đi lặp lại ở các độ cao khác nhau, trong đó có độ cao lên tới 12,1m. Trò chơi cơn thịnh nộ của Zeus. Vượt qua thử thách của thần Zeus là chiến đấu với con rồng ba đầu qua trò chơi tàu lượn siêu khủng chỉ có tại VinWonder Phú Quốc. Chiếc tàu lượn sẽ đưa bạn lên độ cao 50m và chạy với tốc độ lên tới 110 km/h. Trên độ dài của đường ray là 1010m. Trò chơi núi lửa kinh hoàng. Du khách cùng tham gia thử thách thoát khỏi núi lửa Nevado kinh hoàng trên con thuyền vượt thác khổng lồ trong khu rừng rậm Amazon. Show diễn khúc chiến Kamiya. Show diễn công phu và hoành tráng cổ vũ tinh thần của các chiến binh trước khi bước vào cuộc phiêu lưu của các vị thần. Thời gian biểu diễn là 11 giờ và 17 giờ mỗi ngày. Địa điểm là khu Maya. Khu công viên nước thế giới lốc xoáy. Tiếp tục hành trình khám phá VinWonder Phú Quốc đưa bạn đến khu công viên nước, nơi những trò chơi vừa làm khoái chí lại vừa sảng khoái mà hò hét. Cầu vồng Honolulu. Cầu vồng Honolulu với tổ hợp nhiều đường trượt khác nhau sẽ cho những du khách nhí những trải nghiệm thú vị. Thời gian 10 giờ đến 18 giờ. Thử thách ngược dòng, một trải nghiệm thú vị cho cả gia đình khi phải cố vượt ngược dòng của con suối. Thời gian 10 giờ đến 18 giờ. Dòng sông kỳ bí. Dòng sông kỳ bí với chiều dài 400m là điểm thả mình lý tưởng cho các du khách sau những thử thách căng thẳng tại khu trò chơi cảm giác mạnh hay là khu trò chơi gia đình. Thời gian 10 giờ đến 18 giờ. Sóng thần Oahu. Trò chơi có diện tích 4.500m² hình vỏ sò với nhiều cấp độ sóng khác nhau như đại dương thu nhỏ, cho phép người chơi tha hồ ngụp lặn và nô đùa giữa những con sóng, lúc thì nhẹ nhàng, khi thì dữ dội, luôn thay đổi bất ngờ. Thời gian 10 giờ đến 18 giờ. Thiên tài lướt sóng. Bạn và bạn bè hãy cùng nhau chinh phục thử thách để trở thành một thiên tài chinh phục những con sóng dữ dội. Vòng xoay bão tố. Bạn đã bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thế nào khi ở trong một vòng xoáy có chiều dài là 25m và cao 18m, với bán kính lòng chảo là 5m?
thử thách trái tim ngay với vòng xoáy bão tố thôi. Thời gian là 10 giờ đến 18 giờ. Thế giới lốc xoáy với độ dài 30m và độ cao 18m sẽ giúp du khách trải nghiệm cảm giác phiêu lưu và chiến thắng khi vượt qua giữa tâm một cơn lốc xoáy khổng lồ. Hỏa long tranh đấu. Bạn sẽ được cưỡi lên mình một con hỏa long dài 40m, vượt qua độ cao 18m, thử thách với các đường uốn lượn khác nhau để đi đến đích. Thời gian là 10 giờ đến 18 giờ. Rơi tự do. Rơi tự do là trò chơi dành cho những bạn trẻ muốn khẳng định sự liều lĩnh, gan dạ, chạy đua cùng với tốc độ, với quãng đường dài 112m. Rơi tự do mang tới cho người chơi cảm giác như đang bay khỏi đường trượt có độ cao 34m. Thời gian là 10 giờ đến 18 giờ. Hố đen vũ trụ được xây dựng trên ý tưởng về một hiện tượng kỳ lạ nhất trong vũ trụ, hiện tượng hố đen. Trò chơi hố đen vũ trụ sẽ mang tới cho du khách những cảm nhận về tốc độ ánh sáng trong đường trượt có độ dài là 18m. Đừng quên quẩy hết mình với vũ điệu cuồng say, sâu diễn của những cô nàng Hawaii quyến rũ, bên bể tạo sóng. Thời gian là 10 giờ và 16 giờ 30 mỗi ngày. Địa điểm bãi biển Aloha. Khu Viking, khu làng bí mật. Ngôi làng của người Viking nơi tù trưởng Ulrich và đội quân đã định cư và chôn giấu kho báu sau những chuỗi ngày lênh đênh trên biển. Du khách sẽ lênh đênh trên dòng sông khám phá những bí mật ẩn chứa trong các ngôi làng Viking hay là thử sức với các trò leo trèo mạo hiểm, len lỏi trong rừng cây, cây cầu dây treo và các đường zip line băng qua dòng sông. Cùng selfie cùng những nhân vật đến từ Bắc Âu xa xôi và trải nghiệm khám phá cuộc sống của tộc người Viking trong khu làng bí mật và trải nghiệm những trò chơi độc lạ sau tại VinWonder Phú Quốc. Thứ nhất, thử thách thần sấm. Vượt qua thử sức với hàng chục trò chơi leo trèo mạo hiểm, len lỏi trong rừng cây, cầu dây treo và các đường zip line thoát tim băng qua dòng sông. Thứ hai là ngôi làng chiến binh. Trở thành chiến binh và lênh đênh trên dòng sông, khám phá vô vàn bí mật ẩn chứa trong các ngôi làng thiết kế theo kiến trúc đặc trưng Viking để chiến thắng dòng sông giận dữ. Khu cung điện Hải Dương, thủy cung lớn và hiện đại bậc nhất Việt Nam với diện tích là 15.000m² trên 3 tầng và thiết kế độc đáo với hình dáng một con rùa biển khổng lồ, mang trong mình cả đại dương bao la kỳ thú, nơi sinh sống của các loài cá, động vật biển. Thế giới cá khổng lồ. Choáng ngợp với bể thủy cung kỳ vĩ cùng hàng trăm sinh vật biển khổng lồ tự do bơi lượn, bạn sẽ được gặp gỡ những loài cá với kích thước lớn không tưởng chỉ có tại cung điện Hải Vương của VinWonder Phú Quốc. Thế giới cá mập hung dữ. Đối diện với nỗi sợ hãi của biển cả, ngắm nhìn những hung thần đại dương và chứng kiến màn cho cá mập ăn đầy hồi hộp và phấn khích. Thế giới chim cánh cụt. Gặp gỡ và giao lưu với hơn 200 chú chim cánh cụt đáng yêu thuộc 6 loài đến từ khắp các nơi trên thế giới như là King, Grasshopper, Gentoo, Adelie, Hombos, African. Thế giới cá sắc màu, khám phá hơn 18.000 cá thể của vùng nước mặn và nước ngọt. Những dạng san hô tuyệt mỹ vẫn thường ẩn mình nơi đại dương sâu thẳm. Đặc biệt, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng các loài cá quý hiếm được liệt kê trong sách đỏ của Việt Nam và thế giới. Thế giới sứa, lạc bước vào khung cảnh lung linh, ảo diệu như một tuyệt tác nghệ thuật tạo nên bởi hơn 1.260 cá thể sứa biển độc đáo. Đừng quên chọn cho mình những góc check-in cực xịn sò cho bức ảnh triệu like nha. Trải nghiệm cảm giác ngủ đêm giữa lòng đại dương, cùng tận hưởng một buổi tối ngọt ngào với hàng ngàn sinh vật biển trong trải nghiệm ngủ đêm giữa lòng đại dương. Kinh nghiệm đi VinWonder Phú Quốc một ngày. Nên ở đâu khi đến VinWonder Phú Quốc? Nếu bạn muốn đến VinWonder Phú Quốc nói riêng và các địa điểm du lịch tại Phú Quốc nói chung, thì bạn có thể thuê phòng khách sạn tại khu vực trung tâm thị trấn Dương Đông. Tùy theo kinh phí mà bạn có thể thuê phòng nhà nghỉ hoặc là khách sạn từ 2 sao cho đến 5 sao để nghỉ ngơi. Từ trung tâm thị trấn Dương Đông có xe buýt đưa đón miễn phí của VinWonder Phú Quốc nên đừng lo về phương tiện di chuyển nha. Nếu bạn có ít ngày thì lựa chọn đặt phòng tại Vinpearl Phú Quốc hay là khu vực Bãi Ông Lang như là Resort Movenpick Phú Quốc, Resort Chelsea Phú Quốc, v.v. Cũng khá là thuận tiện để đến với khu vui chơi VinWonder Phú Quốc. Nhưng lưu ý chút là đi xuống trung tâm Dương Đông lại khá xa nha các bạn. Cách di chuyển đến VinWonder Phú Quốc như thế nào? Vì cùng nằm trên đảo Phú Quốc nên việc đi VinWonder Phú Quốc khá dễ dàng. Chỉ cần bạn sử dụng Google Maps chỉ đường, đi theo bản chỉ đường hoặc là hỏi người dân là có thể đến với VinWonder Phú Quốc. Bên cạnh đó thì xe buýt miễn phí của VinWonder cũng là gợi ý thuận tiện nhất. Hướng dẫn đi VinWonder Phú Quốc từ sân bay Phú Quốc. Nếu như bạn đi máy bay đến Phú Quốc, khi đến với sân bay thì bạn có thể thuê dịch vụ đưa đón tại chỗ hoặc là thuê xe máy. Đoạn đường di chuyển từ sân bay Phú Quốc đến khu vui chơi VinWonder Phú Quốc khoảng 40 km, mất hơn 60 phút để di chuyển. Tuy nhiên,
để bạn dễ hình dung hơn thì bạn có thể tham khảo cung đường di chuyển từ sân bay đi VinWonder Phú Quốc như sau. Bắt đầu tại sân bay Phú Quốc, bạn đi theo hướng bên trái ra đường Trần Hưng Đạo. Tiếp tục di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo đến ngã 5 giao với đường 30 tháng 4 của cổng Chợ Đêm thì rẽ phải vào đường 30 tháng 4. Tiếp tục chạy đến ngã 3 để xanh đèn đỏ, giao với đường Hùng Vương, rẽ trái vào đường Hùng Vương. Cứ chạy thẳng hết đường Hùng Vương tới tuyến đường Dương Đông, Cửa Cạn, Gành Dâu là đến VinWonder Phú Quốc. Hướng dẫn đi VinWonder Phú Quốc từ thị trấn Dương Đông. Tuy vị trí mà hướng di chuyển có thể khác đôi chút, nhưng cứ tính chung là tại ngã 5, cổng Chợ Đêm, thì bạn đi vào đường 30 tháng 4 hướng đi Hà Ninh, tiếp tục chạy đến ngã 3 đường xanh đèn đỏ, giao với đường Hùng Vương, rẽ trái vào đường Hùng Vương, cứ chạy thẳng hết Hùng Vương tới tuyến đường Dương Đông, Cửa Cạn, Gành Dâu là đến VinWonder Phú Quốc. Với khoảng cách gần 30 km, mất khoảng 60 phút nên đi bằng xe máy và 50 phút nếu đi bằng ô tô, bạn sẽ đến với khu vui chơi giải trí VinWonder Phú Quốc. Hướng dẫn đi VinWonder Phú Quốc bằng xe buýt. Cập nhật bằng đưa đón mới nhất của xe buýt VinWonder. Điểm đón đầu tiên là Resort Marriott. Xe buýt của VinWonder Phú Quốc là xe 45 chỗ có dán hình ảnh biểu tượng của VinWonder và Safari Phú Quốc. Danh sách các nhà hàng trong VinWonder Phú Quốc. Tại VinWonder Phú Quốc có các nhà hàng gọi món và nhà hàng buffet để du khách lựa chọn. Ngoài ra thì quý khách có thể gọi các đồ ăn nhanh tại các quầy bán lưu động. Nằm trong khu vực Thủy Cung thì có các nhà hàng Dipsy Cafeteri, nhà hàng thức ăn nhanh nạp năng lượng nhanh chóng cho bạn và mang đến cho bạn trải nghiệm thưởng thức bữa ăn bên các sinh vật biển. Thứ hai là nhà hàng Ocean Secret, nơi bạn có thể mua những thức ăn nhẹ để thưởng thức khi ngắm nhìn những sinh vật dưới đại dương. Thứ ba, nhà hàng The Seahorse Tavern, nhà hàng mang phong cách châu Âu nằm giữa đại dương tuyệt đẹp của Thủy Cung. Tại đây bạn sẽ được ngắm nhìn các loài thủy sinh khi thưởng thức bữa ăn. Tại khu thế giới diệu kỳ có các nhà hàng. Một là Sweety Tasty, bạn sẽ tìm thấy hàng trăm món chè thơm ngon hấp dẫn tại Sweety Tasty. Còn gì bằng được thưởng thức những cốc chè tươi ngon mát lạnh sau khi vui chơi khám phá hết mình. Thời gian mở cửa là 10 giờ đến 20 giờ 30. Thứ hai, nhà hàng Magic ở Giza. Cơ hội có 102 để thưởng thức những set bento giàu dinh dưỡng giữa không gian kỳ quan của kim tự tháp Giza. Thời gian mở cửa 11 giờ đến 20 giờ 30. Thứ ba, The Magic Lamp. Du lịch Ấn Độ qua nét ẩm thực đặc trưng với các món ăn như là bánh mì nem, bánh masala dosa, cơm thali, trà masala. Thứ tư, Koti Coffee and Chocolate, nhà hàng cà phê, bánh và kem dành riêng cho các tín đồ của các món ngọt. Thưởng thức tách cà phê cappuccino ấm nóng, kem bánh croissant thơm, bơ nóng, sẽ làm năng lượng cho cả ngày vui chơi. Tiếp theo là nhà hàng món ngon Việt Nam. Tại đây bạn sẽ có cơ hội thưởng thức những món ăn yêu thích như là phở bò, bún riêu ngay trong khuôn viên của VinWonder Phú Quốc. Thời gian mở cửa 8 giờ đến 20 giờ 30. Lotteria, chuỗi nhà hàng fast food mà hầu hết các bạn nhỏ đều yêu thích, nay đã có mặt tại VinWonder Phú Quốc và sẵn sàng phục vụ nhu cầu làm năng lượng của bé bất kỳ khi nào. Thời gian mở cửa 8 giờ đến 20 giờ 30. Tại khu làng bí mật, bạn lại được thưởng thức những món ăn nhanh. Với nhà hàng Chopper Sắc, bất kỳ khi nào thấy đói, hãy đến đây thưởng thức những món ăn nhẹ hấp dẫn để nạp nhanh năng lượng. Thứ hai là nhà hàng Odin Hall, nhà hàng thức ăn nhanh dành cho bữa trưa của bạn tại VinWonder Phú Quốc. Khu chủ đề thế giới phiêu lưu. Có nhà hàng Tropicana Youth, cửa hàng đồ ăn nhẹ, trà sữa, kem, nước ép trái cây là trạm dừng nghỉ ngơi trên hành trình chinh phục VinWonder Phú Quốc. Honolulu Take Away. Nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian để chơi được nhiều trò chơi của VinWonder Phú Quốc, thì Honolulu là sự lựa chọn phù hợp cho bạn với các loại đồ ăn nhẹ và đồ uống có thể mang đi. Thời gian mở cửa 9 giờ đến 20 giờ 30. Koti Coffee and Chocolate, nhà hàng cà phê, kem và bánh ngọt dành cho các tín đồ hàng ngọt. Còn ở khu vực công viên nước thế giới lốc xoáy, thì có nhà hàng Hawaiian Fish, đồ ăn nhẹ tiếp sức cho bạn để chinh phục các đường trượt khó nhằn của thế giới lốc xoáy. Happy Snack, vui chơi thỏa thích, nạp nhanh năng lượng với Happy Snack thôi nào. The Gateway, nhà hàng buffet trong khuôn viên của thế giới lốc xoáy, nơi phục vụ bạn những món ăn đặc trưng Á Âu ngon mắt với hương vị độc đáo. Đây cũng là nhà hàng phục vụ buffet duy nhất tại VinWonder Phú Quốc. Thời gian mở cửa 8 giờ đến 20 giờ 30. Popeyes, chuỗi nhà hàng fast food mà hầu hết các bạn nhỏ đều yêu thích, nay đã có mặt tại VinWonder Phú Quốc và sẵn sàng phục vụ nhu cầu nạp năng lượng của bé bất kỳ khi nào.
Burger King, thương hiệu đồ ăn nhanh được yêu thích hàng đầu thế giới, đã có mặt ở thế giới lốc xoáy để bạn nạp thêm năng lượng sau khi trải qua những đường trượt thót tim. Thời gian mở cửa 9 giờ đến 20 giờ 30. Còn ở khu vực đại lộ châu Âu thì có các nhà hàng Halulu, nơi bạn có thể mua các món nhẹ, nước ép trái cây, đồ uống bổ dưỡng. Sea Melody, nơi bạn có thể mua các món nhẹ, nước ép trái cây, đồ uống bổ dưỡng. Thời gian mở cửa 8 giờ đến 20 giờ 30. Winnie Beanie, cửa hàng bánh kẹo, chocolate nhãn hiệu Winnie Beanie nhập khẩu từ Hàn Quốc. Thời gian 8 giờ đến 20 giờ 30. Eco Foods and Drinks, nơi bạn có thể mua các món nhẹ, nước ép trái cây, đồ uống bổ dưỡng. Thời gian mở cửa 8 giờ đến 20 giờ 30. Đến VinWonder Phú Quốc thì mua quà gì? Mục này thì Blog Travel Việt tổng hợp cho các bạn tất cả các cửa hàng mua sắm có trong VinWonder Phú Quốc. Genie Gift tại khu vực thế giới diệu kỳ sẽ đem đến những món quà lưu niệm đáng yêu từ đất nước Ấn Độ xa xôi sẽ khiến bạn mê mẩn không thôi khi đến với Genie Gift. Thứ hai là Atlantic Treasure, cửa hàng lưu niệm của VinWonder Phú Quốc nằm tại khu vực thủy cung, nơi bạn có thể tìm thấy những bạn thú bông xinh xắn hay là những chiếc áo phông hoặc là túi sách được in logo của VinWonder. Thứ ba, Lost of Thunder, cửa hàng lưu niệm của VinWonder Phú Quốc nằm tại khu làng bí mật, nơi bạn có thể tìm thấy những bạn thú bông xinh xắn hay là áo phông hoặc túi sách được in logo của VinWonder. Volcano Treasure, quầy ảnh kết hợp shop lưu niệm chủ đề thổ dân cùng với ghế massage sẽ giúp bạn thư giãn sau những giây phút vui chơi hết mình tại khu thế giới phiêu lưu. On Eagle Wings, cửa hàng lưu niệm của VinWonder, nơi bạn có thể tìm thấy những bạn thú bông xinh xắn hay là những chiếc áo phông hoặc túi sách được in logo của VinWonder tại khu vực thế giới phiêu lưu. Sailing, nơi cho bạn và cả gia đình trang bị những bộ đồ bơi hay là phụ kiện để sẵn sàng gia nhập thế giới lốc xoáy. Hula Costume, nơi bạn và gia đình trang bị những bộ đồ bơi hay là phụ kiện để sẵn sàng gia nhập thế giới lốc xoáy. Thời gian mở cửa 10 giờ đến 18 giờ. Ripker, cửa hàng thời trang, thể thao, phụ kiện bơi, nhãn hiệu Ripker. Thời gian là 8 giờ đến 20 giờ 30. Surfline, cửa hàng thời trang, thể thao, phụ kiện bơi, nhãn hiệu Surfline. Thời gian mở cửa 8 giờ đến 20 giờ 30. Gift Kit Garden, cửa hàng đồ chơi, đồ lưu niệm, bánh kẹo dành cho trẻ em tại đại lộ châu Âu. Thời gian mở cửa 8 giờ đến 20 giờ 30. Siga F&T, cửa hàng bày bán các sản phẩm mỹ nghệ Việt Nam làm từ gỗ, sơn mài, mai tre, thổ cẩm tại đại lộ châu Âu. Private Collection, cửa hàng thời trang và mỹ nghệ Ấn Độ nhất định không thể bỏ qua tại đại lộ châu Âu. Thời gian 8 giờ đến 20 giờ 30. Thanh Nhàn Handicraft, bạn sẽ tìm thấy những sản phẩm mỹ nghệ Việt Nam làm từ vỏ sò, ốc, gỗ, sừng, mây tre được gia công tỉ mỉ tại đây. Mua vé VinWonder Phú Quốc ở đâu? Đây cũng là một câu hỏi mà rất nhiều bạn quan tâm. Cách thứ nhất, bạn có thể mua vé VinWonder Phú Quốc tại cổng của khu vui chơi VinWonder Phú Quốc. Cách thứ hai, để nhận được giá vé VinWonder Phú Quốc ưu đãi thì quý khách nên mua vé qua các đại lý vé VinWonder Phú Quốc. Blog Travel Việt rất tự hào khi là một trong những đại lý cung cấp vé VinWonder Phú Quốc uy tín. Khi mua vé VinWonder Phú Quốc tại Blog Travel Việt thì quý khách sẽ được hưởng các chính sách sau. Thứ nhất, vé có hạn dùng đến 30 ngày nhưng có thể thoải mái thay đổi ngày đi. Thứ hai, giao miễn phí tại khách sạn không cần cọc trước. Thứ ba, nhận vé trả tiền. Thứ tư, hỗ trợ đón xe buýt và tư vấn thông tin đi VinWonder Phú Quốc. Và cuối cùng, nhận đổi trả vé nếu không sử dụng. Cách 3, ngoài hai cách mua vé trực tiếp trên thì Blog Travel Việt có hình thức đặt vé booking cho khách hàng để được hưởng mức giá vé VinWonder Phú Quốc rẻ nhất chưa từng thấy. Cực đơn giản, bạn chỉ cần chuyển cọc trước một phần nhỏ, sau đó dùng booking mà Blog Travel Việt cung cấp để thanh toán nốt số tiền còn lại và lấy vé tại quầy của VinWonder Phú Quốc. Ưu điểm của hình thức booking trước là giá vé rẻ nhất trong ba cách. Hy vọng với bộ thông tin về VinWonder Phú Quốc đầy đủ, chi tiết và vừa nhất và mới nhất mà Blog Travel Việt chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn có một ngày vui chơi tại VinWonder Phú Quốc thật là vui vẻ. Đến đây thì video của chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.